Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của GoldenBoost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Nike Mercurial Vapor 15 phiên bản Academy. Liệu có phải là một bản cải tiến tốt hơn là Vapor 14 hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Let's go. Cân nặng là 223g cho một chiếc size 40.5, nặng hơn tầm 7 đến 8g so với cả một chiếc Vapor 14 Academy. Không đáng kể, thế nên tôi cũng không phàn nàn gì về vấn đề này. Chất liệu đã được thay đổi từ trên xuống dưới, thế nên bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần upper trước nha. Nếu để mà so sánh thì Vapor 15 có chất liệu lớp phủ cứng cáp hơn 14 khi mới đập hộp. Ban đầu khi mà nhìn dòng chữ Nike Skin thì anh em liên tưởng tới điều gì? Đúng rồi, Hypervenom, nhưng mà đời không như là mơ đâu. Bằng kinh nghiệm của mình thì tôi hơi có chút cau mày khi sờ vào upper của Vapor 15 lần đầu, vì tôi đã hình dung nó mềm ngang hoặc là mềm hơn 14. Upper như thế này thì bền đây, nhưng còn nhanh mềm hay không thì anh em hãy cùng đợi phần trên chân nha. Bề mặt upper những đường vân giống như trên bản Elite, nhưng khác ở đây là bản Elite thì những đường vân được dập xuống upper, còn bản AK thì những đường vân làm nổi lên tạo ra độ gồ ghề khi sờ tay vào. Bên cạnh đó, lớp lót trong của 14 vẫn là một điều mà tôi đánh giá rất cao vì nó đem lại cảm giác mịn mượt như nhung, trong khi lót trong của Vapor 15 hơi bị nhiều chất ni lông và sờ thô hơn 14. Tổng thể thì upper của 14 vẫn có một cảm giác nịnh tay hơn khi sờ vào. Lưỡi gà thì vẫn là kiểu dày một nửa, phần bên dưới được khâu luôn và upper dày, thế nên là không thể lệch được anh em nha. Chất liệu lưỡi gà này thì cá nhân tôi thấy mỏng và có giãn tốt hơn là đời 14, nên tôi cũng kỳ vọng về sự nhanh thuần tới từ vị trí này. Đồng thời khu vực đầu mũi tôi cũng cảm thấy là có nhiều volume hơn, mũi phồng hơn đời trước. Liệu có bị khó chịu hay không đây? Lót giày cũng là một điểm mới lạ khi chất liệu làm lớp mút đã khác, cảm giác mềm mại hơn và lún tốt hơn đời trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với phần đệm và phần đế nha. Hình dáng đinh đã được thay đổi hoàn toàn, không còn là các đinh hình chữ nhật như ở 14 mà đã là các hình elip. Tổng thể đinh và chất liệu làm đế mềm mại hơn, dễ gập, dễ uốn hơn. Anh em lo sợ đinh này dễ mòn vì mềm sao? Tôi thì không, vì chất liệu nó na ná kiểu đinh của Puma Future, sờ chân tay thì mềm mà đá mãi không mòn. Đệm thì cũng êm ngang với Vapor 14 thôi, nhưng điểm nhấn ở phần gót này chính là miếng zoom. Như anh em đã biết thì zoom là một túi khí nén, trong đó có nhiều cột trụ bằng sợi tổng hợp, sẽ đàn hồi liên tục và tạo ra phản lực, sự bật đẩy khi chúng ta di chuyển. Nhỏ như thế này thì liệu cảm giác có rõ ràng không nhỉ, hay chỉ xuất hiện cho có? Chúng ta sẽ cùng sang phần trên chân xem. Sờ vào lần đầu khá là khó, chân tôi bè ních mãi mới qua được khu vực thân giữa của giày, nhưng vào được rồi thì lại thấy thoải mái và cảm giác ban đầu ít bó hơn là Vapor 14 anh em ạ. Độ cao của mu chân thì như nhau, tôi đi cả hai mẫu cùng một lúc và cảm thấy vậy. Khá thoải mái đấy, nhưng mà khu vực đầu mũi thì Vapor 15 rộng rãi hơn là rõ. Chất liệu upper thì vẫn có phần cứng cáp hơn nên 15 đi chưa nịnh chân bằng 14. Đồng thời thì với ai khó tính thì sẽ chê Vapor 15 cảm giác bí vì chất liệu ni lông ở lót trong. Về bộ đệm và đế thì khi nhìn trên tay thì có thể thấy là Vapor 15 là đôi cao hơn, nhưng khi đi trên chân thì tôi lại thấy không có sự khác biệt rõ rệt. Độ cao ngang nhau anh em ạ, có lẽ là nhờ bộ đệm của 15 có độ lún tốt. Vapor 15 thì có một độ êm vượt trội hơn hẳn so với Vapor 14. Ban đầu có lúc tôi đã nghĩ rằng là do cái miếng lót, nhưng không anh em ạ, khi đổi lót của Vapor 14 qua thì cái độ êm của nó vẫn vậy. Thế nên đó là một combo độ mềm từ đế, độ êm của đệm và độ nảy của zoom đã tạo ra một trải nghiệm mới lạ, nhanh nhẹn, mềm dẻo hơn. Riêng về khoản này thì 15 nó ăn đứt 14 anh em ạ. Đôi giày đem lại cảm giác chạy bon chân, mượt mà, trọng lượng nhẹ nữa nên cảm giác rất bay. Còn độ đàn hồi thì bộ đế này chưa đem lại được nhiều, nhưng tổng thể trải nghiệm di chuyển vẫn là rất chất. Đệm zoom thì gọi là nó bổ sung vào tổng thể trải nghiệm êm ái hơn thôi, chứ còn để mà cảm nhận được sự bật nảy vượt trội hay độ êm rõ ràng tới từ zoom thì tôi không cảm nhận được. Và khi thay lót Mizuno mỏng vào rồi thì tôi thực sự thấy độ êm của mẫu giày cũng chỉ ở mức trung bình khá. Chỉ khi cho lót nguyên bản vào thì cảm nhận độ êm mới tốt hơn mà thôi. Uầy, nhưng mà bộ đế này nó bám tốt anh em ạ, mà nó còn bám gắt hơn tôi tưởng. Qua vài trận đầu nhưng không gây ra tình huống đáng ngại nào hết. Mới đầu vào mẫu giày này nó có một cái độ cứng cáp như thế, thế nên là tôi phải hơi qua nước sôi cái đã, bởi vì là tôi không tin tưởng lắm về cái việc là có thể đem ra sân và đá ngay luôn được. Và tiếp theo nữa là cái lót này nó hơi dày, xỏ vào vẫn bị cộm chân, thế nên là trong khoảng 2 trận đầu tiên tôi đã đá với cả lót Mizuno nha. Và khi mà đi lót Mizuno vào rồi thì cảm giác nó hoàn toàn là thoải mái luôn. Có chăng là trận đầu tiên khi mà về cuối trận thì nó có hơi nhức một chút ở cái khu vực má ngoài chỗ ngón út này, còn sang đến trận thứ hai là hết sạch luôn. Và thế nên là đến trận thứ ba tôi đã nhét cái lót nguyên bản vào. Và cái việc nhét lót nguyên bản vào nó lại gây ra cái việc là tức ở đây các bạn ạ. Vậy nên để mà không còn một sự khó chịu nào nữa ở trên đôi giày này thì có lẽ là tôi cần khoảng 5 trận các bạn ạ. Upper dù đã qua nhiều trận nhưng mà để nó đạt được độ mềm như Vapor 14 thì có lẽ là chưa anh em ạ. Nhưng mà dù sao thì độ mềm nó cũng có thể coi là ổn áp, đem lại cho anh em một cảm giác bóng tốt, cộng với một bộ đế thấp nên cảm giác nhanh nhẹn xoay sở vẫn là được đảm bảo. Khi di chuyển trong trận thì đầu mũi của tôi cũng sát lên mũi giày nên sẽ không bị cảm giác phồng mũi. Nhưng khu vực mũi của Vapor 15 rộng rãi hơn 14 là chắc chắn, và anh em nào chân thon, chân mỏng cần phải lưu ý nha. Vậy anh em đã trải nghiệm mẫu giày này rồi thì thấy khu vực mũi của Vapor 15 thế nào? Về sút bóng thì tôi không đánh giá cao bản 15 này đâu, cũng vì cái độ rộng rãi đó, và tôi cảm giác là nó không được mượt như là Vapor 14, nói chung là nó cứ hơi bị ỉu ấy, nhưng được cái mũi bo lên cao nên là trích mũi sướng được mỗi cái điểm đấy thôi. Với tổng kết lại thì tôi đánh giá Mercurial Vapor 15 phiên bản Academy này nó không ngon hơn là Vapor 14 Academy đâu. Đồng ý một cái, thứ nhất là bộ đệm và bộ đế này cộng với cả cái đế zoom, nó tạo ra một cảm giác chạy rất là sướng, rất là bon chân, rất là có độ nảy và cảm giác phê các bạn ạ. Về cái khoản này thì nó ăn đứt được Vapor 14 luôn. Nhưng còn lại ở trên cái phần upper này, khi mà đã đá qua nhiều trận rồi, tôi vẫn cứ cảm thấy là nó không được mềm mại cho lắm. Nó cầm trên tay, cảm giác nó không định tay, đi vào chân cảm giác nó không định chân như là ở Vapor 14 các bạn ạ. Thực sự là phải nói thật với anh em như thế này, đó là tôi háo hức, tôi mong chờ được trải nghiệm cái mẫu giày này khi mà nó đang được vận chuyển về với tôi, khi mà mới đập hộp, khi mà mới nhìn vào nó thôi. Nhưng còn một khi đã cầm trên tay và trải nghiệm trên chân thì gần như là cái sự hào hứng của tôi ấy, nó bay đi mất hết các bạn ạ. Nó không hề tạo ra cho tôi một cái kiểu bùng nổ như là khi mà tôi review còn Vapor 14 Academy. Bởi vì đúng thật là cái khoảng thời gian đó khi mà Nike chuyển từ Vapor 13 lên Vapor 14 Academy thì đôi Vapor 14 nó là một cái sự bùng nổ cực kỳ lớn. Nó vừa mỏng hơn, vừa nhẹ hơn, lại mềm hơn, phù hợp với chân bé hơn. Nhưng mà đôi này thì tôi thấy cái upper nó cứ thế nào với các bạn ạ. Bên cạnh đó nữa, đó chính là cái form ở khu vực đầu mũi. Cái form ở khu vực đầu mũi này tôi cảm thấy nó cứ hơi bị rộng rộng, nó không tạo ra một cảm giác ôm khít và nó sát với cái mu chân của tôi ở cái khu vực này như là trên Vapor 14 nha. Thế nên là cảm giác mà khi sút bóng ấy, nó không được sướng lắm. Hai bên thân giày thì vẫn ok nha, không có sự xô lệch nào ở trong giày hết. Ở phần đầu mũi thì ngón chân của tôi vẫn chạm được tới cái vùng đầu mũi này. Nhưng mà ở cái khu vực này các bạn ạ, nó có một cảm giác rất là khó tả và tôi không thích cái cảm giác đó một chút nào. Anh em nào có form chân từ bè tới bè nhiều, chơi mẫu giày này vẫn ok nha. Vài trận đầu bỏ lót hoặc là thay lót Mizuno vào là ok hết. Còn anh em nào mà chân thon, bàn chân mỏng thì thực sự là mới xỏ vào đôi này thì có thể là ok đấy. Nhưng mà sau vài trận thì tôi cũng chưa biết là như thế nào nữa. Nếu như anh em nào mà chân thon có trải nghiệm với mẫu giày này như thế nào, hãy để lại comment cho tôi biết với nha. Anh em mà đang sở hữu Vapor 14 thì liệu có nên trải nghiệm Vapor 15 hay không? Thì nếu như mà anh em nào mà thứ nhất là có kinh tế, thứ hai nữa là muốn trải nghiệm thì hãy cứ thử xem. Cái bộ đệm và bộ đế này cộng với cả cái đế zoom nó vẫn sẽ đem lại một cảm giác mới lạ cho anh em. Nhưng còn nếu như mà anh em chỉ muốn sở hữu một trong hai thôi thì ở thời điểm hiện tại cá nhân tôi cho rằng là nếu như anh em mua được Vapor 14 bây giờ nó vừa rẻ hơn và cái trải nghiệm cá nhân tôi vẫn đánh giá cao hơn là còn Vapor 15 này. Chân tôi là dài 25,5 cm, ngang là 10,5 cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Mẫu giày này tôi đi size 40.5 nha, 25,5 cm, true size luôn, bằng với cả Vapor 14 Academy và bằng với tất cả những đôi Nike khác ở thời điểm hiện tại. Và nếu như các bạn muốn mua mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ các hãng Nike, Adidas, Puma, Mizuno thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport nha. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Ngoài ra có chính sách đổi size, đổi mẫu cho anh em từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn tôi sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem. Và trên đây là tất cả những đánh giá của tôi về Nike Mercurial Vapor 15 phiên bản Academy. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy click vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.